Xin chào các bạn học sinh khối lớp 5 của trường tiểu học Lâm Văn Bền. Thầy rất vui khi gặp lại các bạn ở tiết học thể dục ngày hôm nay. Và tiết học thể dục ngày hôm nay, thầy và trò chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung đó là phối hợp chạy và bật nhảy. Và trước khi vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động để làm nóng cơ thể. Xoay cổ. 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay cổ tay kết hợp mũi chân 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chân đổi chiều 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay khuỷu tay 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay cánh tay từ sau ra trước 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay hông 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi xoay khớp gối 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay ngược lại 2 2 3 4 5 6 7. Thôi bây giờ phần thứ nhất chúng ta sẽ đến với nội dung chạy nhảy kết hợp mang vác. Trước khi vào nội dung, thầy sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một lần nữa. Đầu tiên các bạn sẽ đứng ở bàn xuất phát, sau đó ta di chuyển chạy thật nhanh đến chướng ngại vật thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện nhảy qua và di chuyển đến nhận bóng. Ta tiếp tục chạy đánh vòng qua marker vị trí thứ ba, sau đó chúng ta quay trở lại đặt bóng lại vị trí ban đầu, chúng ta quay trở lại vượt qua chướng ngại vật và về đích. Và bây giờ thầy sẽ làm thực hiện, các bạn sẽ cùng làm theo với thầy nhé. Bây giờ thầy và trò ta sẽ cùng đi vào nội dung bật cao. Các bạn quan sát thầy vừa phân tích vừa thực hiện động tác. Từ vật giới hạn, khi có hiệu lệnh, chúng ta trùng gối, hai tay đưa ra phía sau để tạo đà và bật nhảy lên cao với hai tay hoặc một tay chạm bóng. Và khi tiếp xúc đất, chúng ta chú ý trùng gối và hai tay dang ngang để tạo thăng bằng. Thầy vừa phân tích vừa thực hiện động tác bật cao. Bây giờ các bạn quan sát thầy thực hiện một lần nữa. Mời các bạn hãy quan sát thầy thực hiện động tác phối hợp chạy và bật nhảy. Sau đây thầy sẽ vừa phân tích vừa thực hiện động tác này và các bạn vừa quan sát vừa thực hiện chung với thầy nhé. Các bạn đứng ở sau vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh xuất phát các bạn sẽ chạy nhanh, các bạn sẽ chạy nhanh đến điểm dậm nhảy. Các bạn có thể bật nhảy bằng một chân hoặc hai chân. Ở động tác bật nhảy, khi đến điểm dậm nhảy chúng ta trùng gối, hai tay đưa ra phía sau lấy đà và thực hiện bật nhảy lên cao, vươn hai tay lên cao để chạm bóng và rơi xuống. Chúng ta trùng gối để
để giảm chấn thương đầu gối, đồng thời hai tay dang ngang để giữ thăng bằng. Và anh ta đứng lên bình thường. Sau động tác bật nhảy, các bạn di chuyển về vị trí xuất phát để thực hiện lần tiếp theo. Và bây giờ thầy cho chúng ta hãy cùng nhau thực hiện động tác này nhé. Và trước khi chúng ta kết thúc tiết học, chúng ta sẽ thả lỏng cùng nhau để đưa trạng thái của cơ thể mình về lại ban đầu. Và chúng ta lắc tay. Chúng ta đưa chân lên, chúng ta lắc chân, đổi chân. Thôi, tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn lại ở tiết học hôm sau.